Rồi kế là mới giảng rộng về không tông và tánh tông, không? Cũng để cho mình có cái nhìn nó cũng thông suốt nữa, để không có gọi là nó nghiêng lệch, không? Nay biện rộng về không tông và tánh tông, nó có 10 thứ khác nhau. Một là pháp, nghĩa, chân tục khác nhau, không? Tức là pháp và nghĩa, chân tục, tức là chân đế tục đế đó. Rồi thứ hai là tâm, tánh, hai tên khác nhau, không? Tức là tên tâm, tên tánh đó, trong đó thì nó có khác nhau. Rồi chữ tánh, hai thể khác nhau, không? Tức là chữ tánh mà bên không tông thì nói có khác, tánh tông nói có khác. Và chân tri khác. Thứ năm là hữu ngã, vô ngã khác. Tức là khi nói có ngã, nói không ngã đó. Rồi sáu là lời nói ngăn chấp, lời nói hiển bày khác. Bảy là nhận danh, nhận thể khác. Tám là hai đế, ba đế khác. Hai đế tức là chân đế, tục đế. Ba đế đã có thêm là trung đạo, đệ nhất nghĩa đế. Ba chính là ba tánh không hữu khác. Ba tánh tức là biến kế sở chấp, y ta khởi và biên thành thật tánh. Giờ mười là Phật đức không và hữu khác. Đó là 10 điều mà gọi là không tông và tánh tông. Có cái chỗ giải thích nó có khác. Thứ nhất là nói về pháp, nghĩa, chân tục khác nhau. Nghĩa là không tông thì duyên tánh chân linh chưa hiển bày, chỉ lấy tất cả tướng sai biệt làm pháp. Thì pháp ấy là tục đế. Rồi chiếu soi các pháp này là vô vi, vô tướng, không sanh diệt, không tăng giảm, vân vân làm nghĩa. Nghĩa ấy là chân đế. Cho nên luận trí độ lấy tục đế làm pháp vô ngại biện, lấy chân đế làm nghĩa vô ngại biện. Đây là thiếu một đoạn. Còn tánh tông thì lấy tánh nhất chân làm pháp, các thứ có không vân vân làm nghĩa. Kinh nói vô lượng nghĩa từ một pháp sanh. Kinh Hoa Nghiêm, kinh Thập Địa cũng nói pháp là biết tự tánh, nghĩa là biết sanh diệt. Pháp là biết chân đế, nghĩa là biết tục đế. Pháp là biết nhất thừa, nghĩa là biết các thừa. Như thế, đến 10 phen giải thích pháp nghĩa, hai vô ngại pháp đều cho pháp là chân đế, nghĩa là tục đế. Đó. Tức là đến đây thì Ngài Phi Phong, Ngài mới giải rộng thêm về không tông và tánh tông. Đó. Thì để giúp cho cái người học để hiểu rõ kỹ hơn, không? Để có cái nhìn nó cũng gọi là xuyên suốt, không? Cho nên rồi Ngài mới chia ra có 10 thứ khác nhau mà giữa không tông và tánh tông đó, không? Thì thứ nhất là về pháp nghĩa, pháp và nghĩa, chân và tục, không? Tức là chân đế và tục đế, cũng như pháp và nghĩa. Thì về pháp và nghĩa đó, không? Hay là chân đế và tục đế đó, thì không tông và tánh tông mỗi bên có cái giải thích nó có khác nhau. Đó. Không? Bởi vì không tông á, không tông là phá tướng, gọi là phá chấp, không? Cho nên chưa có hiển bày chân tánh, chưa có nói thẳng ra chân tánh. Cho nên rồi về không tông á, thì chỉ lấy các tướng sai biệt làm pháp. Không? Đó. Nghĩa là lấy các cái tướng sai biệt đó, coi như đó gọi là làm pháp. Như là pháp năm uẩn, pháp 12 xứ, pháp 18 giới, pháp 12 nhân duyên. Đó, thì đó gọi là pháp đó. Thì pháp này gọi đó là tục đế. Đó, tục đế. Đó. Tục đế tức là những cái pháp mà pháp tướng sai biệt mà mình có thể dùng cái tâm phạm đây mình suy nghĩ, mình hiểu được, thấy không? À. Còn dùng trí bát nhã để mà chiếu soi các pháp tướng sai biệt này đó, thì thấu rõ nó đều là tánh không, là vô vi vô tướng, là không sanh không diệt, thấy không? Tức là nó là nhân duyên, cho nên là tánh không thôi,
nó không có tướng, không có sanh diệt, thấy không? Tức là gọi là phá cái chấp ở trên tướng, thấy không? Thì lấy đó làm nghĩa. Vậy thì cái nghĩa đó, tức là nghĩa tánh không, đó là nghĩa, thấy không? Còn các tướng sai biệt là pháp, thấy không? Đó, cho nên gọi cái nghĩa đó là chân đế, thấy không? Đó, vậy chân đế là không, thấy không? Đó, còn tục đế đó, thấy không? Là hữu. Đó, cho nên tục đế là chỉ các pháp tướng sai biệt, còn chân đế là chỉ cho cái nghĩa không của các pháp. Tên nghĩa không của pháp thì đó gọi là chân đế, còn các pháp tướng sai biệt thì đó là tục đế. Đó là theo gọi là không tông, không không tông thì giải thích như vậy. Cho nên mới dẫn là luận đại trí độ của Bồ Tát Long Thọ, tức là luận đại trí độ là giải thích về kinh Đại Bát Nhã đó, cho nên thuộc về hệ Bát Nhã. Cho nên là kinh trong luận này thì cũng lấy gọi là tục đế á, thì làm gọi là cái pháp vô ngại biện, còn chân đế á, làm nghĩa vô ngại biện, gọi là trong tứ biện tài đó. Vậy thì pháp vô ngại biện là tục đế, thấy không? Còn nghĩa vô ngại biện đó là thuộc về chân đế. Đó. Còn về tánh tông thì lại khác ngược lại, thấy không? Tánh tông thì lại lấy tánh nhất chân làm pháp. Ở trên không tông thì lấy các pháp tướng sai biệt làm pháp, thấy không? Còn tánh tông thì lại lấy cái tánh nhất chân làm pháp, nhất chân thật đó, tức là tánh chân thật làm pháp. Còn các thứ có không sai biệt là làm nghĩa, nó ngược lại, thấy không? Đó cho mình phải học, mình đọc là mình thấy được những cái kinh mà nói vậy đó thì biết đây là thuộc về kinh về tánh tông, thấy không? Đó, vậy thì không có thấy nó nghi ngờ. Tại sao mà có chỗ thì lại lấy các pháp sai biệt đó làm pháp, còn đây là các pháp sai biệt này thì làm nghĩa, thấy không? Đó, thì biết đây là thuộc về tánh tông, bởi vì tánh tông là chỉ thẳng ra cái chân thật, cho nên lấy tánh nhất chân làm pháp. Mà từ pháp đó mà có ra các thứ sai biệt, cho nên các thứ có không sai biệt làm nghĩa. Cho nên mới dẫn trong kinh nói là vô lượng nghĩa sai biệt đều từ một pháp sanh, thấy không? Tức là vô lượng những cái nghĩa sai biệt đó đều từ một pháp sanh. Cho nên pháp pháp đó, mà pháp đó tức là nhất chân, thấy không? Vậy thì các thứ có không sai biệt đều về một tánh nhất chân đó thôi, từ một tánh nhất chân đó mà hiện các thứ sai biệt, thấy không? Đó. Cho nên rồi mới dẫn kinh Hoa Nghiêm rồi kinh Thập Địa nói, thấy không? Đó. Để cho thấy rằng nghĩa là pháp, thằng pháp á, là không sai biệt, còn nghĩa là sai biệt, thấy không? Cho nên pháp là nhất chân, là một, không có hai, còn nghĩa đó là nhiều, cho nên nghĩa là sai biệt. Thành ra gọi là chân đế là pháp, còn tục đế là nghĩa, vì tục đế có sai biệt, thấy không? Còn chân đế là không sai biệt, cho nên lấy chân đế làm pháp, tục đế làm nghĩa. Thì như vậy thì khi mình học kinh, khi mà thấy mà những kinh mà giải thích vậy đó thì biết đây là kinh thuộc về tánh tông. Tánh tông là giải thích đó, bởi vì tánh tông là chỉ thẳng vào cái chân tánh. Như vậy thì mình không phải lấy làm lạ. Còn khi mà kinh mà giải thích pháp là các pháp tướng sai biệt đó thì biết đó là còn cái nói về cái tánh không là nghĩa, không? Thì biết đó là thuộc về không tông. Bởi vì không tông là phá tướng, không? Đó, mà chưa có chỉ ra tánh, thì đó gọi là pháp nghĩa và chân tục nó khác nhau của hai tông là không tông và tánh tông. Rồi cái thứ hai á là tâm tánh hai tên khác nhau, nghĩa là không tông một bề gọi cội nguồn các pháp là tánh, không? Còn tánh tông á thì phần nhiều gọi cội nguồn các pháp là tâm. Nó khác, thấy không? Gọi là tánh thì các luận đa số đồng, không cần phải trình bày. Gọi là tâm á, như kinh Thắng Mang nói tự tánh thanh tịnh tâm, không? Luận Khởi Tính nói tất cả pháp xưa nay lìa tướng ngôn thuyết danh tự tâm duyên vân vân cho đến chỉ là nhất tâm, đó chỉ một nhất tâm, tức là nhất tâm chân thật đó. Kinh Lăng Già nói kiên thật tâm, tức là tâm chân thật nó bền chắc, cũng chỉ là cái chân tâm không sinh diệt,
Bởi vì tông này nói bản tánh không những không tịch mà còn tự nhiên thường biết, nên gọi là tâm. Tức là nó không tịch mà nó có biết, không tịch mà thường biết, cho nên gọi là tâm. À, còn không tông á, thì chưa có chỉ thẳng ra cái này, chỉ phá chấp thôi, phá tướng thôi, cho nên nói là tánh. Đó. Tức là không tông là không có cho biết, phá hết, không có cho suy nghĩ, không cho hiểu biết. À, như vậy thì về tâm tánh thì không tông là phá tướng, không? Mà phá tướng cho nên rồi gọi cội nguồn các pháp là tánh, không? Vậy phá tướng để mà trở về tánh, cho nên rồi gọi cội nguồn các pháp đó là tánh, còn tướng đó là các cái thứ sai biệt. À, như vậy thì tức là, mà tánh đây tức là tánh không tịch, không? À, tức là cái tánh rỗng rang vắng lặng đó, lặng lẽ, rỗng rang, lìa các tướng đó, cho nên gọi là lìa tất cả tướng, không? À, thì đó là vì cái tông này là chưa có nói thẳng ra tâm chân thật, tự nhiên thường biết, cho nên là không có nói tâm, không? À, chỉ phá tướng thôi. À, rồi cái chỉ là chỗ mà tánh trở về đó là nó là rỗng lặng, lìa tất cả tướng, bật hết cái suy nghĩ mà không nói là cái gì hết. Nhưng mà nếu người mà đến chỗ đó rồi thì tự hiểu thôi, không? Đó, chứ chưa nói ra. Đó. Còn tánh tông á thì nói rõ cội nguồn của các pháp là tâm, không? Đó. À, tức là cái tâm thể chân thật tự nhiên thường biết, tâm nhưng mà là tâm thể chân thật tự nhiên thường biết chứ không phải là cái tâm sinh diệt, không? Đó. À, tức là cái nhất tâm chân thật. À, cho nên tâm này thì nó gồm cả nghĩa không tịch mà thường biết rõ ràng luôn, không? Chứ không phải là, tức là thường biết rõ ràng nhưng mà là rỗng lặng, gọi là biết mà lặng, không? Đó. Chứ không phải biết mà động. Đó. Cho nên nó gồm cả cái nghĩa không tịch, tức là gồm cả không tông, không? Đó. Như vậy tức là nó suốt qua cả cái tánh không tịch của cái không tông ở trên. Đó. Cho nên mới dẫn kinh Thắng Mang nói đó, không? Kinh Thắng Mang nói là tự tánh thanh tịnh tâm, tức là cái tâm sẵn có thanh tịnh ở ngay nơi tự tánh, không phải do cái gì làm ra hết, không? Đó. À, thì cái đó là cái cội nguồn đó, không? Cội nguồn chân thật. Rồi luận Đại Thừa Khởi Tính, không? Thì nói là tất cả pháp xưa nay là lìa tướng ngôn thuyết cho đến là chỉ là nhất tâm thôi. Nhất tâm tức là cũng chỉ là chỉ ra là một cái tâm thể chân thật. Mà tâm thể chân thật này thì nó lìa tất cả tướng, nó là gốc của tất cả pháp, cho nên gọi là gốc tất cả pháp là tâm. Nhưng mà tâm này là nhất tâm chân thật chứ không phải là cái tâm sinh diệt. Rồi kinh Lăng Già thì nói là kiên thật tâm, tức là cái tâm chân thật không sinh diệt, cho nên gọi nó bền chắc đó, không? Thì như vậy là về tánh tông thì nói thẳng đến cái gọi là cái tâm chân thật, cho nên rồi nói cội nguồn các pháp là tâm. Còn không tông á thì chỉ là phá tướng phá chấp, cho nên nói cội nguồn các pháp là tánh mà chưa có nói rõ là tâm. Đó. Cho nên vậy thì khi mình đọc kinh, không? Mình nghe nói về cội nguồn các pháp là tâm thì biết đó thuộc về tánh tông, mà nói tánh, không? Thì đó thuộc về không tông, thì như vậy thì mình rõ ràng không nghi ngờ. Chứ còn không thì rồi sao mình sao mới có khi thì nghe nói là cội nguồn các pháp là tánh, rồi khi nghe nói cội nguồn các pháp là tâm, vậy thì cái nào là trúng, không? Đó thì mình phải hiểu rõ như vậy. Như vậy thì tánh tông, không? Gọi là tánh tông đó là chỉ ra cội nguồn các pháp là tâm chân thật, không? Đó. À, cho nên người mà nhận ra cái chỗ này đó thì cũng rõ được cái nghĩa gọi là cái nghĩa không tịch của các pháp, không? Mà gọi là không tông chỉ đó, không? Tức là rõ được cái tâm chân thật này thì cũng rõ được cái nghĩa không tịch ở trên. À, còn không tông á thì khiến cho người nhận ra cái tánh không tịch của các pháp, nó là lìa tất cả mọi cái sự suy nghĩ, mọi cái sự chấp trước, không còn có gì
để có thể bám trụ được hết. Thấy không? Đó. Cho nên đó gọi là phá chấp. Thấy không? Thì khi mà lìa hết tất cả những cái chấp trước, không chỗ nào bám trụ hết, tâm nó được rỗng rang như hết rồi, thì tự thầm nhận ra cái tâm thể không tịch mà linh tri này, nhưng mà chưa có tiện nói ra. Không? Tức là lúc đó chưa tiện nói ra, để người đến thì sẽ tự thầm nhận. Đó, thì mình thấy được cái chỗ sai biệt đó. Thì đó gọi là có cái chỗ sai biệt, gọi là sai biệt ở trên giáo nghĩa. Thấy không? Tức là trên giáo nghĩa đó thì nó có sai biệt gì đó. Nhưng mà cái chỗ về đó, không? Tức là chỗ quy hướng, chỗ về đó thì là thông với nhau. Thấy không? Cũng về một cái nhất tâm chân thật. Đó. Cho nên nếu người mà thông đạt á, thì tự sẽ thấu suốt. Thấy không? Mà không có ngăn ngại, cũng không có phân chia. Đó là nói về cái nghĩa thứ hai, thấy không? Khác nhau. Còn thứ ba là chữ tánh hai thể khác nhau. Thấy không? Đó. Chữ tánh, thấy không? Mà hai thể khác nhau. Thì không tông á, là lấy các pháp không tánh làm tánh. Thấy không? Còn tánh tông á, thì lấy thể linh minh thường trụ chẳng không làm tánh. Cho nên chữ tánh tuy đồng mà nghĩa khác. Thấy không? Như vậy thì tức là không tông, không? Không tông thì lấy các pháp không tánh làm tánh, tức là lấy cái nghĩa không. Còn tánh tông á, thì lấy thể linh minh thường trụ chẳng không làm tánh, tức là bất không. Không? Tánh tông thì bất không. Không? Đó. Ừ. Nghĩa là về cái chữ tánh thì không tông. Không tông là theo cái tinh thần của Bát Nhã là phá tướng, cho các pháp đều là duyên khởi tánh không hết. Không? Tức là không có cái tự tánh cố định của các pháp. Không? Cho nên mới lấy không tánh làm tánh. Không? Bây giờ các pháp là không có tự tánh. Không? Không thật. Vậy khiến cho người là buông hết trụ trước, không gì để chấp hết. Đó. Còn tánh tông thì ngược lại. Không? Tánh tông thì nói rõ cái thể thật. Không? Cho nên để lấy cái thể linh minh thường trụ sẵn có làm tánh. Không? Đó. Tức là cái thể mà sáng suốt đó, không? Sáng suốt thường trụ sẵn có của mình đó. Tức là cái biết thường biết, rõ ràng thường biết. Thì đó làm tánh. Vậy thì tức là tánh là chẳng không. Không? Còn ở trên không tông là lấy không làm tánh. Không? Còn đây là tánh là chẳng không. Đó. Vậy thì khiến cho người nhận ra là cái sẵn có nơi mình, không? Sẵn có cái chân thật sẵn có, nhưng mà không do ai tạo tác thành, cho nên nó khác với ở trên, tức cái tánh là không, không có chỗ thấy, không? Nó bật hết cái chỗ là suy nghĩ chấp trước, không? Còn ở đây thì tánh là chẳng không, nhưng mà nó lại là lìa tất cả những cái gọi là phân biệt, không? Những cái tạo tác thành, không? Đó, nó là cái sẵn có, không? Đó, thì như vậy thì nó có chỗ sai biệt về cái chỗ giải thích đó, không? Đó, thì vậy là khi mình đọc kinh mình thấy những cái giải thích sai biệt đó thì biết là cái nào là thuộc về tánh tông, cái nào thuộc về không tông, không? Đó, thì về đọc kinh là mình nó dễ thông suốt, không? Đó. Rồi cái thứ tư á, là chân trí và chân tri khác, thấy không? Tức là trí và biết đó, thấy không? Thì không tông là cho phân biệt là tri, thấy không? Phân biệt là tri, còn không phân biệt là trí. Cho nên trí thì nó sâu mà tri thì nó cạn, thấy không? Tức là tri là còn phân biệt, còn trí là không phân biệt, cho nên trí nó sâu hơn. Còn tánh tông á, thì cho cái diệu huệ hay chứng cái thánh lý là trí, rồi gồm cả lý và trí, cái linh tánh nó chung cả phàm và thánh là tri. Vậy tri là thông, trí là cuộc, tức là như là tri này nó rộng hơn, nghĩa nó rộng hơn. Tri nó thông cả phàm thánh, còn trí thì chỉ cuộc ở bậc thánh thôi. Không? Vậy cho nên ở trước dẫn cái phẩm vấn minh đã tự rõ ràng, huống là phẩm thập hồi hướng nói về chân như rằng chiếu minh là tánh, tức là tánh là chiếu soi sáng suốt, không? Rồi lựng khởi tính thì nói là chân như thể của nó
chân thật hiểu biết, tức là thể của chân như nó là có chân thật hiểu biết. Thì vậy thì ở đây là chỉ ra cho thấy cái sự sai biệt của không tông và tánh tông nói về chân trí và chân tri. Nghe không? Không tông tức là thuộc về Bát Nhã đó, thì cho phân biệt là tri, tức là nó còn trong đối đãi, gọi là phân biệt có không kia đây. Nghe không? Cho nên đó gọi là tri, thì nó chưa có sâu. Nghe không? Cho nên là không tông là phá cái tri. Nghe không? Phá tri, không cho biết. Nghe không? Cho nên Bát Nhã là vô tri. Nghe không? Đó là bởi vì tri này nó còn trên phân biệt. Đó. Còn trí là không phân biệt. Nghe không? Đó. Tức là nó vượt ngoài cái đối đãi. Tức là cái thấy mà nó lìa các cái thứ đối đãi, nó vượt qua các cái tướng phân biệt kia đây, nó không còn có suy nghĩ, không còn sinh diệt. Thì như vậy thì nó trí nó sâu hơn tri. Cho nên gọi là trí là chỉ thuộc bậc thánh, thấy không? Phàm thì không có được. Cho nên vậy thì không tông thì ngăn cái biết, thấy không? Ngăn cái biết, không cho biết, bởi biết là còn thuộc về là phân biệt. Còn tánh tông á thì cho cái diệu huệ nó hay chứng được thánh lý là trí, thấy không? Vậy tức là cái diệu huệ, tức là cái huệ mà nó nhiệm màu, nó hay chứng được nơi cái thánh lý, thấy không? Như là thánh đế, thấy không? Thì đó là trí. Như vậy thì trí là thuộc về bậc thánh, thấy không? Nghĩa là thuộc về bậc thánh là dùng cái huệ mà nó chiếu soi nơi cái thánh lý rồi chứng đạt, thấy không? Như vậy thì phàm phu là không có được, thấy không? Cái này thì chỉ bậc thánh thôi chứ phàm không có được, cho nên chỉ hạn cuộc ở bậc thánh, tức là giới hạn ở bậc thánh thôi. Còn cái thể biết mà sáng suốt của chân tâm á thì nó lại gồm cả lý và trí, thấy không? Tức là cái thể biết của chân tâm này nó gồm hết lý và trí trong đó, thấy không? Nó suốt, thông suốt, nó gồm hết, nó thông cả phàm và thánh, tức là phàm thánh đều có đủ cái thể này, thấy không? Chứ không phải là riêng cho bậc thánh thôi. Cho nên đây cái này gọi là chân tri, cái này gọi là chân tri, tức là cái biết mà chân thật, thấy không? Thì cái biết này không đồng với cái biết phân biệt sinh diệt. Như vậy thì cái nghĩa tri á nó là rộng hơn trí, không? Trí là chỉ là hạng cuộc là bậc thánh thôi, còn tri á thì nó gồm cả thánh phàm, gồm cả lý trí luôn, không? Đó thì vậy thì cái nghĩa tri này thì nó là rộng hơn, tức là về tánh tông thì cái nghĩa tri nó rộng hơn, còn về không tông á thì nghĩa tri nó cạn. Thì đây là cái chỗ khác của tánh tông với không tông. Cho nên là mới dẫn kinh nói về cái tánh chân như, nó là chiếu soi sáng suốt, tức là chân như là gọi là cái tánh chân thật đó, thì nó có cái tánh chiếu soi mà sáng suốt, tức là có biết, không? Cũng như dẫn luận Đại Thừa Khởi Tín là nói về cái thể chân như, thì cái thể chân như là chân thật hiểu biết, chứ không phải là nó một bề là không biết, không? Nhưng mà cái hiểu biết này là cái hiểu biết của trong cái gọi là cái tự tánh chân như, cho nên cái hiểu biết này thì nó không phải đồng với cái biết phân biệt sanh diệt, phải hiểu vậy đó, không? Như vậy thì cái biết này mới gọi là cái biết là thuộc về cái chân tri, thì đó gọi là cái chỗ sai biệt về gọi là cái chân trí và cái chân tri giữa không tông và tánh tông. Thì như vậy thì khi mà mình cũng đọc kinh đọc luận đó thì mình thấy mà chỗ những chỗ giải thích đó thì biết là cái nào thuộc về không tông, cái nào thuộc về tánh tông, mình phân biệt rõ ràng. Và như vậy thì khi mà biết là cái gọi là cái tri mà của tánh tông nói đó, không, thì cái nghĩa nó rộng, nó thông cả thành và thánh và phàm. Nhưng mà cái tri này thì nó không phải đồng với cái tri mà gọi là phân biệt sanh diệt, hiểu kỹ cái đó để không có lầm.
Đó. Tức là thứ năm á, là hữu ngã, vô ngã. Khác, không tông thì cho hữu ngã là vọng, vô ngã là chơn. Rồi tánh tông á, thì cho vô ngã là vọng, hữu ngã là chơn. Cho nên Kinh Niết Bàn mới nói là vô ngã gọi là sanh tử, còn hữu ngã gọi là Như Lai. Lại nói ta cho vô ngã là pháp điên đảo, cho đến rộng phá kiến chấp vô thường, vô ngã của nhị thừa. Kiến chấp này như mùa xuân nhìn đáy hồ, thấy ngói cho là vật báo. Mà rộng khen thường lạc ngã tịnh là cứu cánh, cho đến nói trong pháp vô ngã có chân ngã. Nghe không? Thì như vậy đây là nói rõ sự sai khác của hữu ngã và vô ngã giữa không tông và tánh tông. Không tông thì phá tướng, gọi là phá sạch cái chấp ngã hư dối. Tức là phá cái chấp ngã hư dối, không cho người lầm chấp ở trong cái ngã này, tức là cái ngã ngũ uẩn đó. Cho nên rồi còn thấy có ngã là vọng. Không? Tức là về không tông đó, hãy thấy có ngã là vọng. Không? Vì là phá chấp cái ngã hư dối này mà. Cho nên vô ngã mới là chân. Như Kinh Kim Cang. Kinh Cang là phá hết tướng ngã. Cho nên gọi là phá luôn tứ tướng đó. Ngã nhân chúng sanh thời giả được phá hết. Hãy còn thấy có ngã là vọng. Cho nên gọi là không tông thì cho hữu ngã là vọng, mà vô ngã là chân. Còn tánh tông á, thì ngược lại, tánh tông thì hiển bày cái tánh chân thật, không chỉ ra cái tánh chân thật nhất chân. Đó, cho nên mới cho vô ngã thì là vọng, còn hữu ngã là chân. Hữu ngã đây tức là chân ngã đó, không vậy nghĩa là chỉ cho cái chân ngã thường trụ, gọi là thường lạc ngã tịnh đó, không thì về cái chân ngã mà thường trụ đó, đó là gốc của tất cả chúng sanh chư Phật, không thì đó là cái chân thật, mà cho là không có là, thì cho nên Phật mới nói đó là điên đảo, không gọi là lầm cái gọi là vàng đá đều đập hết đó, nghĩa là thí dụ như đá đập bỏ vàng cũng ngọc cũng đập luôn, gọi là thật giả gì cũng đập hết. Thì đó là lầm, tức là nghe nói vô ngã trước là phá vô ngã, không để cho cái này là cũng vọng luôn, thì đó là lầm. Cho nên ở đây Phật mới nói, không đến đây thì nói là nếu cho vô ngã thì đó là vọng, còn hữu ngã mới là chân. Cho nên nói vô ngã thì đó là điên đảo, không đó. Như vậy thì nghĩa là đây là chỉ ra cái ngã thường trụ, không đó là cái gốc, gọi là cái gốc chân thật của tất cả chúng sanh và chư Phật, không mà nếu lầm cho nó đồng với cái ngã hư dối, hư dối tức là ngã ngũ uẩn hư dối đó để mà phá, thì đó là không phải, cho nên gọi là điên đảo. Nhưng mà cũng phải vượt qua cái ngã gọi là cái ngã hư dối đó, tức là vượt qua cái vô ngã ở trên đó thì mới thấu được cái chân ngã này, tức là phải nghĩa là sạch cái chấp ngã hư dối kia thì mới thấu được cái chân ngã này. Cho nên như vậy thì tuy nói là hữu ngã nhưng mà không trái với cái lý vô ngã ở trên đó, không đó. Tức là không, cũng không phải là cho bảo mình là chấp cái ngã hư dối đó là thật, không? Tức là phải phá cái chấp lầm cái ngã hư dối đó thì mới thấu được cái ngã chân thật này, không? Cho nên cũng phải vượt qua cái vô ngã. Cho nên gọi là Bồ Tát mà còn có ngã thì cũng chưa phải thật Bồ Tát đó. Như vậy cho nên ở đây mới dẫn Kinh Niết Bàn. Dẫn Kinh Niết Bàn nói là vô ngã gọi là sanh tử. Các kinh A Hàm á, thì nói vô ngã là giải thoát. Còn ở đây nói vô ngã gọi là sanh tử, tức là lầm ở trong cái ngã không thật ngã. Tức là lầm cái ngã mà không thật ngã đó, không cái ngã chân thật này mà lầm với cái ngã không thật ngã đó thì đó là sanh tử, không tức là mê nó, mê cái ngã chân thật này.
Còn hữu ngã gọi là Như Lai. Hữu ngã gọi là Như Lai, tức là chỉ ra cho cái chân tánh không sinh diệt. Nhận ra cái chân tánh không sinh diệt này, thì cái đó là hữu ngã, tức là Như Lai, tức là chân ngã. À, chân ngã thì chân cái chân ngã này không đồng với cái ngã sanh diệt của ngu uẩn kia. À, cho nên đó phải hiểu rõ. Cho nên nếu mà cho rằng cái chân ngã này mà đồng với cái ngã ngũ uẩn sanh diệt kia rồi phá luôn đó, thì cho nên ngài nói gọi là vô ngã, gọi là sanh tử là chỗ đó. Đó, tức là điên đảo, gọi là, trong đó gọi là một trong bát đảo đó. Đó. À, như vậy thì cho nên gọi là vô ngã của nhị thừa là vô cái ngã năm uẩn sanh diệt hư dối, không, chứ không phải là vô cái ngã chân thật Như Lai này. Không, đó phải thấy được cái ý nghĩa đó. Vô là vô cái ngã của năm uẩn hư dối sanh diệt, không, đó, cái đó không phải ngã mà chấp là ngã, cho nên là Phật mới phá là phá cái đó, không. Còn cái ngã chân thật Như Lai này nó là cái gốc chân thật của chúng sanh chư Phật, không, mà cũng phá luôn nữa thì cái đó là thuộc về điên đảo. Cho nên nếu làm chỗ này thì gọi là điên đảo là chỗ đó. Do đó mà đến đây thì mới chỉ ra là trong vô ngã có chân ngã. Cho nên đây mới nói là cho đến nói trong pháp vô ngã có chân ngã đó. Trong vô ngã có chân ngã. Như vậy thì tuy nói là có ngã mà cũng phải là vượt qua cái vô ngã đó kia là để mà mình không lầm với cái ngã hư dối sanh diệt của năm uẩn đó. Thì gọi ở đây gọi là cái chỗ khác của tánh tông và không tông về cái hữu ngã và vô ngã. Đó. Thì vậy là khi mình đọc kinh thì mình thấy những cái chỗ này thì mình hiểu rõ cái nào thuộc về tánh tông, cái nào thuộc về không tông. Đó. Tức là không tông thì phá chấp, cho nên hãy nó có ngã là vọng, còn vô ngã mới là trên. Đó. Còn tánh tông thì chỉ ra cái chân thật, cho nên gọi là hữu ngã đó là chân, không? Còn vô ngã thì đó là điên đảo, không? À, như kinh Đức Vàng nói, đó là cho mình hiểu kỹ về cái ý nghĩa là hữu ngã vô ngã giữa không tông và tánh tông. Rồi kế dưới là mới nói về cái lời nói ngăn chấp và lời nói hiển bày nó có khác, không? Nghĩa là ngăn chấp là gọi là dẹp những cái lời kia, ha, nói mà để dẹp lời, không? Còn hiển bày á thì gọi là hiện rõ những cái lý lẽ chân thật đó, cho nên gọi là hiển rõ những cái lẽ phải kia, chỉ thẳng ra cái bản thể chân thật, không? Rồi mới đây mới dẫn, không, như cái kinh mà khi mà nói đến cái lý tánh chân thật nhiệm màu đó thì không nói tới nó, không? Mà nói không sanh không diệt, không cấu không tịnh, không nhân không quả, nó vô tướng vô vi, chẳng phải phàm chẳng phải thánh, không? Mà không có nói nó là cái gì, không? Thì đó gọi là lời nói ngăn chấp, tức là muốn nói cái gọi là muốn nói cái lý tánh chân diệu, tức là lý tánh mà chân thật như màu đó, nhưng mà không nói nó, mà nó không sanh không diệt, không cấu không tịnh, là không nhân không quả, thì biết nó là chỉ cái lý tánh chân thật đó, không? Nhưng mà không nói nó, mà chỉ nói không sanh không diệt, không cấu không tịnh thôi, không? Thì như vậy là gọi là ngăn chấp. Thì người mà khéo thì ngay đó thì biết đó chính là chỉ cho cái lý đó, cái lý tánh chân thật đó, không? Nhưng mà không nói thẳng cái đó, thì đó gọi là lời nói ngăn chấp, không? Còn nói là tri là kiến, không, là giác là chiếu, không, là linh giám, không, là gọi là chiêu chiêu, tức là rõ ràng tỉnh táo sáng suốt, không, thì đó gọi là lời nói hiển bày, tức là nói rõ ra, như là tri kiến Phật, Phật tánh thường trụ, không, đó là nói rõ ra. Cho nên đây mới gạn lại, không, nếu như mà cái bản thể mà nó không có tri không kiến gì hết thì khi mà gọi là hiển bày pháp, gọi là hiển bày cái pháp gì mà gọi là tánh, không? Rồi nói pháp gì là không sanh diệt, nếu nó không sanh diệt thì đó là pháp gì, không? Trên đây nó chỉ ra cái không diệt đó là chỉ cho cái thật này, tức là cái chân thật mà linh tri đó. Cho nên đây mới nói là cần phải nhận rõ, nhận được thấy rõ ràng gì đó thì biết là tâm tánh,
thì mới nói cái biết này nó là không sinh diệt, tức là cái biết này mới là cái biết không sinh diệt đây. Đó. Thì như vậy đó, để cho thấy rằng là mình hiểu rõ khi mà gọi là dùng cái lời nói gọi là lời ngăn chấp ha. Ngăn chấp tức là dùng lời để dẹp lời, nói cho rõ như đó, lời nói ngăn chấp là dùng lời để dẹp lời, không cho mình chấp vào trong cái ngôn ngữ, cho nên nói ra nhưng mà để mà dẹp cái lời, cho nên gọi là dùng lời dẹp lời, không cho ở trên lời mà sanh hiểu, cho nên nó không sanh không diệt, không cấu không tỉnh gì cũng không, không cho ở trên đó mà sanh hiểu, gọi là dùng lời dẹp lời, nghe không? Còn nói hiện bài đó là nói chỉ thẳng ra cái thể thật, nói rõ ra cái lý chân thật đó kia, cho nên đó gọi là nói hiển bài, nghe không? Cho nên đây mới thí dụ đó, thí dụ như là muốn nói về cái lý tánh chân thật nhiệm màu, nhưng mà không nói tới cái lý tánh chân thật đó, tức là không nói thẳng ra nó, mà nói nó không sanh không diệt, không cấu không tịnh, không nhân không quả, không tướng, không phải phàm, không phải thánh, không là thì người mà khéo thì biết là chỉ ra cái lý tánh chân thật đó, không gì hết. Nhưng mà đây là không nói rõ ra, là để cho người tự thầm khế hội thôi, cho nên đó gọi là lời nói ngăn chấp. Còn khi mà nói rõ ra gọi là tri kiến, thí dụ là tri kiến Phật, nói là rồi nói là chánh giác, đó nói rõ ra như vậy đó, không thì đó gọi là nói rõ về cái tâm tánh chân thật đó đầy đủ, cái nghĩa biết sáng suốt, không sanh diệt, không phải là nó đoạn diệt, nó đồng với hư không, nó là vô tri, tức là cái chân tánh đó, cái chân tánh đó nó có cái biết sáng suốt mà không có phải đồng với cái hoại diệt như là hư không, không biết gì hết, vô tri như cây đá đó, để người ta không có lầm, cũng như là không phải là sợ là tới đó là không còn gì hết, không còn biết gì hết, không đó. Vậy là khiến cho người nhận rõ cái biết, không gọi là cái biết ở trong tự thể xưa nay đó, không đó, tức là cái biết này là cái biết gọi là sáng suốt mà không có sanh diệt, có sẵn ở trong tự thể xưa nay, chứ không phải là sanh thêm cái phân biệt ở trong đó. Thì đây gọi là cái lời nói hiển bài. Hiển bài nói rõ ra. Vậy cho nên nói đây thuộc về tánh tông. Cho nên tánh tông nói tri kiến Phật. Tức là tri kiến giác ngộ. Tri kiến là biết. Hoặc là như trên nói là chân như thể của nó là chân thật hiểu biết đó, đó thì đó là lời gọi là lời nói hiển bài đó, nó chỉ rõ ra, nhưng mà cái biết đây á là cái biết sẵn có ở trong cái tự tánh chân thật đó, chứ không phải đồng với cái biết mà phân biệt sanh diệt, tức là cái biết mà gọi là tri kiến lập tri, tức cái biết mà trên biết mà thêm biết nữa, đó là cái biết hư dối, cái biết đó gọi là cái biết vọng giác, còn cái biết này là cái biết sẵn có trong tự tánh, gọi là tự biết, gọi là tự rõ ràng thường biết, chứ không phải là có sanh thêm. Còn cái biết kia là cái biết có sanh thêm, cho nên gọi là vọng giác, phải hiểu cái đó. Như vậy thì mình đọc kinh thì mình thấy chỗ nào là nói về là nói ngăn chấp thì biết đó là ngăn chấp, là nói hiển bài biết đó hiển bài thì thuộc về tánh tông, thì mình nhận rõ, nhận rõ vậy thì không có lầm. Khi là nói ngăn chấp thì biết là ngăn chấp nói vậy đó là cũng chỉ cho cái đó, chỉ cho cái tánh chân thật đó, nhưng mà không nói ra, chỉ để cho mình thầm hiểu thôi. Cho nên đây mới thí dụ nè, thí dụ như nói về muối, nói cái đó là nó không có lạc, thay vì nó mặn, không nói mặn, nó không lạc, tức là ngăn chấp, không nói thẳng ra, nói không lạc tôi biết đó là muối mặn, không. Còn nói thẳng ra nó là mặn thì đó là nói hiển bài, nói thẳng ra. Cũng vậy, nói về nước, thay vì nói nước là nó là không có khô, không khô tức là ướt gì nữa, nhưng mà không nói ướt, nói không khô tức là ngăn chấp. Còn nói ướt thì đó là hiển bài,
Cho nên đây mới dẫn khi mà các kinh nói về tuyệt bách phi, tức là nói gì cũng không, nói gì cũng không cũng chẳng phải, đó thì đó là nói gì ngăn chấp. Như mình đọc tâm kinh đó, không sanh không diệt không cấu không tịnh đó, bất sanh bất diệt bất cấu bất tịnh đó, thì đó là nói ngăn chấp. Còn khi mà nói về chỉ thẳng cái nhất chân thì đó là nói hiển bài. Ở đây nói thêm, lời nói của không tông chỉ là ngăn chấp, lời nói của tánh tông thì có ngăn chấp, có hiển bài. Nhưng nói ngăn chấp là chưa rõ ràng, nói hiển bài mới đích thực. Người học thời nay đều bảo nói ngăn chấp là sâu, nói hiển bài là cạn, cho nên họ chỉ trọng phi tâm, phi Phật, phi vô vi, phi vô tướng, cho đến tất cả nói không thể được. Bởi vì họ cho lời nói dẹp lỗi là diệu, không muốn chính mình chứng nhận pháp thể mới có như vậy. Không? Thì như vậy thì gọi là không tông á, thì chỉ nói ngăn chấp. Cho nên là có người nghe thì sanh sợ, còn có người thì thích, cho nói như vậy thì nói nó sâu hơn. Không? Nói cho ta không hiểu, không cho hiểu hết, không nói rõ ra, để cho ta phải tự tìm, gọi là lời nói nó sâu hơn. Thì có người thì nghĩa là trọng cái lời nói đó, thích lời nói đó, còn có người thì sợ, nghe nói vậy đó gì cũng không hết, không có chỗ nào bám hết thì sợ. Tánh tông thì đây gọi là tánh tông thì có nói ngăn chấp nhưng mà cũng có nói hiển bài, thấy không? Tức là ngăn chấp là phá để cho mình không có lầm ở trên những cái gọi là những cái tướng phân biệt, cái đối đãi sinh diệt đó, cho nên là cũng nói ngăn chấp giờ rồi cũng, nhưng mà rồi cũng nói hiển bài chỉ rõ ra, ngăn chấp nhưng mà chỉ rõ ra nữa. Cho nên là gọi là tánh tông thì nói đầy đủ hơn, nghĩa là đầy đủ hơn. Cho nên đây gọi là, nhưng mà nói ngăn chấp là chỉ lội ra thôi, tức là lội ra những cái không phải mà chưa chỉ rõ ra cái chân thật. Lội ra những cái không phải đó, cái này không phải nó, cái kia không phải nó, không phải hết, thì còn lại là nó chứ gì nữa. Không? Đó, nhưng mà không nói. Còn tánh tông thì chỉ rõ, lội ra hết, rồi cũng chỉ ra đó chính là nó. Thì về nghĩa là đầy đủ. Cho nên gọi là tánh tông thì nói ngăn chấp mà nói hiển bài, cho nên hiển bài thì mới nói đích thực, chỉ rõ ra đầy đủ nghĩa. Thì ngài Phê Phong, trong cái thời ngài đó, ngài thấy người học thời đó thì cho cái lời nói ngăn chấp là sâu hơn, cho nên thích cái lời đó, tôn trọng lời đó, bởi vì nó không nói rõ ra, khiến cho người là không nghĩ được, cho nên là sâu. Còn cho lời nói hiển bài là cạn, nói rõ cho người biết. Nhưng mà theo ngài Phi Phong á, thì ngài cho rằng như vậy là không phải, không? Mà đây ngài nói rằng trong cái lời nói hiển bài đó, không, của cái tánh tông đó, tuy nói hiển bài nhưng mà cũng có nói ngăn chấp, không? Tức là trong cái lời nói gọi là dẹp lỗi. Nếu mà mình chấp một bề trong cái lời nói dẹp lỗi đó mà không có chịu nhận cái lời nói hiển bài đó thì cũng giống như là không chịu chính mình chứng nhận ngay cái thể chân thật hay sao? Chỉ thích nói phá thôi mà không chịu chứng mình mà chứng nhận ngay cái thể chân thật hay sao? Cho nên ở đây thì ngài cũng ngăn, gọi là ngăn cái chấp nguyên lạc bên đó, mà để thấy rõ rằng chính đến cái chỗ mà chỉ rõ ra cái chân thật để cho mình chứng nhận ngay cái pháp thể chân thật đó, thì chính đây mới là cái chỗ đến rút ráo của con đường giác ngộ. Thì như vậy đó, thì để cho mình cũng thấy rõ, hiểu rõ về không tông và tánh tông, cũng như lời nói ngăn chấp và lời nói hiển bài đó, để rồi mình cũng không lầm, không có cái thấy nghiêng lệch. Rồi cái thứ bảy là nhận danh, nhận thể khác. Tức là tên và thể. Nghĩa là Phật Pháp, Thế Pháp mỗi mỗi đều có danh và thể. Tức là trong Phật Pháp cũng như trong cái Pháp Thế gian, mỗi cái cũng đều có danh và có thể.
Như thế gian nói lớn không gì qua bốn vật. Bốn vật tức là tứ đại đó, thấy không? Chữ đại là lớn đó, cho nên gọi là qua bốn vật đó. Thì luận trí độ nói đất, nước, gió, lửa là danh bốn vật, tức là cái tên của bốn vật, thấy không? Còn cứng, ướt, ấm, động là cái thể của bốn vật. À, nay nói nước, giả sử có người hỏi, nghe nói lóng đó thì trong, lẫn lộn đó thì đục, để yên đó thì dừng, không? Còn quậy đó thì chảy, hay thấm nhuần vạn vật, rửa sạch tất cả ô uế, đây là vật gì? Thì đáp là nước. Không? Người ngu, nghe vậy thì cái nhận danh cho là hiểu, tức là nhận cái tên đó. Người trí thì nên hỏi thế nào là nước, đáp ước tức là nước. Không? Đó là có danh có thể. Không? Phật Pháp cũng vậy. Giả sử có người hỏi, nghe các kinh nói rằng mê đó là cấu, ngộ đó là tịnh, buông lung thì phàm phu, tu hành đó là thánh, hay sanh tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, đây là vật gì? Đáp đó là tâm. Không? Đó. Thì người ngu nghe danh, tôi nghe người ngu thì nhận danh bèn cho là đã hiểu, nghe nói tâm là cho là hiểu rồi. Người trí nên hỏi thế nào là tâm, đáp biết tức là tâm. Không? Đó. Tức là đây là nói rõ ra gì danh và thể nó có khác, để cho cái người nhận đó rõ ràng kỹ lưỡng, mình không có dừng ở trên cái danh cho là đã hiểu. Không? À, cho nên đây mới thí dụ đó. Thí dụ như bốn cái vật lớn ở thế gian là đất, nước, gió, lửa. Không? Thì khi nói đất, nước, gió, lửa thì đó mới là cái nói lên cái tên thôi. Đất, nước, gió, lửa mới là cái tên thôi. Không? Đó. Còn cứng, ướt, ấm, động đó mới là nói đến cái thể. Không? Tức là cái thể của nó là cứng, ướt, ấm, động. Không? Tuy nhiên đó cũng là mới nói về thể thôi, chứ chưa phải đụng được cái thể. Không? À, nói đất nước gió lửa là mới nói về cái tên thôi, còn nói là cứng ướt ấm động đó là nói về cái thể, nhưng mà mới nói về cái thể thôi chứ chưa đụng được cái thể nữa. À, mình thấy nó có những cái chiều sâu như vậy đó, cho nên người học mà học không kỹ đó thì gọi là học cạn cợt. À, mới nghe cho tôi hiểu rồi, mới nghe nói là đất nước gió lửa hiểu rồi, nhưng mà chưa biết hiểu sao. Không? Đó, cho nên mình học là cần phải học sâu như vậy đó. Thì ở đây thì ngài Phi Phong đó, ngài mới chỉ rõ ra như vậy đó, thấy không? Cho nên ngài mới ví dụ thêm, thí dụ nói về nước đi, thấy không? Nói về nước để cho nó rõ thêm. Thì khi nghe ai đó nói rằng cái đó đó thì lóng nó thì nó trong, còn để mà nó lẫn lộn thì nó đục, thấy không? Đó. Rồi không, lóng thì trong, lẫn lộn thì đục, còn để yên đó thì nó dừng, còn quậy nó chảy, nó hay thấm ướt vạn vật, nó rửa sạch tất cả ưu uế, đó là vật gì? Không? Thì sao? Thì cái người mà biết đó, thì đáp đó là nước. Không? Nước. Nhưng mà người mà cạn cợt mới nghe vậy thì cho mình hiểu rồi, nhưng mà đó là chưa thực hiểu được nước. Đó là mới là hiểu được cái tên thôi. Mới hiểu cái tên thôi, chưa hiểu thực hiểu được nước. À, cho nên người trí là cần phải hỏi kỹ thêm nữa. Thế nào là nước? À, thì cái người biết đó mới đáp là ước là nước. Thấy không? Đó, thì ước đó là cái thể của nước. Thấy không? À, thì đó mới là hiểu sâu về nước. Còn mới kia là mới nghe cái tên thôi, mới tên nước thôi. Không? Đó, thì vậy là mới hiểu sâu. À, tuy nhiên đó cũng là gọi là mới hiểu, gọi là hiểu về nước thôi, tức là hiểu về nước thôi, chứ thực tế là chưa có thật biết về nước. Không? Mà muốn thật biết thì sao? Cần phải đụng tay vào nước. Không? Đụng tay vào nước, cảm đến cái ước của nó đó. Không? Thì đó mới là thực biết nước. Không? Còn kia chỉ mới hiểu thôi, hiểu về nó thôi. À, còn đây đụng tay vào nước đó, thấy là tay nó ướt liền. Đó, cảm nhận được cái ước đó. Thì đó mới là thực biết về nước. Không? Đó. Cho nên nó sâu thêm lớp nữa.
Học thiền là cũng phải vậy đó. Nghe nó tâm mà hiểu rồi nhưng mà chưa. Và tâm là gì? Là biết. Nhưng mà biết sao? Thì mình sao phải chứng nhận được trong cái đó. Thì đó mới là mà thật gọi là đi sâu vào. Cho nên đây thí dụ đó, cho nên thí dụ về nước đó, rồi ngài mới dẫn hợp Phật pháp cũng vậy đó. Khi mà nghe nói là mê đó là cấu, ngộ đó là tịnh, vân vân, thì hỏi đó là cái việc gì, thì cái người biết là đáp đó là tâm. Tức là tâm mê nó thì là cấu, là nhiễm, ngộ đó không đó thì đó là tịnh, là thanh tịnh. Rồi từ nó làm phàm cũng là nó, làm thánh cũng là nó, không? Thì đáp đó là tâm. Thì mình nếu mà người nghe cho đó là hiểu rồi thì đó là vội vàng, chưa có hiểu sâu. Nghe là tâm vậy là hiểu rồi, coi như vậy là tôi biết rồi. Nhưng mà cái người trí đó, không? Cần phải hỏi lại nữa, thế nào là tâm? Nghe đó là tâm, nhưng mà hỏi thế nào là tâm? Thì người biết nó là biết là tâm. Tâm là biết. Nó biết mê, biết ngộ, không? Nó biết yêu, biết ghét, không? Đó, tâm. Nó cũng biết giác, biết giác ngộ, thì đó là tâm, không? Thì đó, cho nên gọi là khi mà nghe nói tâm thì đó mới là chỉ cái tên thôi, rồi biết đó thì mới đi sâu vào cái thể. Tuy nhiên, cái chữ biết này đó, không? Thì nó cũng chưa phải là cái thể. Đó cũng là còn trên cái tên. Phải không? Cái tên biết thôi. Nghe nó biết thì nó đi sâu vào lớp rồi đó. Nhưng mà cũng còn trên cái tên. Làm sao cần mới cảm ngộ, chứng nghiệm thật sự trong đó thì mới thật sự là hiểu được tâm. Sáng được tâm. Cho nên mình học là phải học thấu đến chỗ đó. Cho nên nhiều khi nhiều người nói tôi hiểu rồi thì thực đâu có hiểu gì. Đó mới hiểu cái tên thôi. Nghe Phật pháp mà nói chân như, tôi hiểu chân như rồi, nhưng mà chân như là cái gì? Thì lúc đó là mới chơi với, phải không? Cho nên đó, thí dụ đi học và làm giảng sư rồi giảng đồ cũng rõ ràng, hay không? Nói là cái chân thật rốt ráo tự tánh rồi nó là chân như, không? Nó không sinh diệt đâu, nói là hay người ta hỏi, nhưng mà chân như là gì? Lúc đó không biết gì chỉ. Phải không? Thì như vậy đó. Thì ở đây thì ngài cũng chỉ rõ rồi đó, cho mình biết biết danh biết thể, cảm nhận rõ ràng để không có gọi là hiểu cạn cợt. Cho nên đây đó, ngài phân tích đó, không? Rồi đây ngài mới nói thêm nè, lấy đây mà xét thì danh thể của nước mỗi cái chỉ một chữ, ngoài ra đều là nghĩa dụng. Tức là mỗi cái chỉ chữ thôi, chữ nước hoặc là ước là chữ là đủ rồi, còn những cái nghĩa khác á, là nghĩa dụng. Thí dụ như là trong đục hay không, chảy dừng nào đó, đó thuộc về cái nghĩa dụng, không? Còn danh thể của nó là chỉ là nước ước, đó là đủ rồi, không có thêm nữa. Danh thể của tâm cũng vậy, một chữ ước gồm thâu, trong, đục, phải không? Cũng như dừng, chải, vân vân, muôn dụng, muôn thứ dụng, muôn thứ nghĩa trong đó. Còn một chữ biết cũng gồm thâu là tham, sân, từ, nhẫn, thiện, ác, khổ, lạc, vân vân, muôn dụng, muôn nghĩa nơi ấy. Đó, mình thấy không? Đó, thì ngày đây ngài chỉ rất là rõ ràng. Như vậy thì xét về cái danh và thể của nước, phải không? Thì mỗi cái chỉ đơn giản là một chữ là nước, là ước, là thôi. Đủ là không có thêm gì nữa. Còn lại là như là trong, đục, chải, dừng, vân vân. Thì đó là thuộc về cái nghĩa dụng. Tức là thuộc cái dụng của nó. Vậy thì cái nghĩa dụng á, thì nó có nhiều. Nhưng mà thể thì không hai. Đó, mình phải hiểu được cái chỗ đó. Thấy không? Tức là trong, đục, chải, dừng, hay không? Hoặc là nó có thể rửa rái, hay không? Có thể đóng thành băng rồi vân vân, thì cái đó thuộc về cái dụng. Dụng này có nhiều nghĩa, nhưng mà thể thì không hay, vẫn là ước thôi. Làm gì làm cũng ước thôi, hay không? Chải cũng ước, dừng cũng ước, hay không? Hoặc là trong cũng ước mà đục cũng ước, hay không? Đó, thì chỉ ước thôi, đó là cái thể.
Thì về tâm cũng vậy. Thấy không? Thể là chỉ một chữ biết thôi. Nhưng mà nó gồm thâu cả những ví dụ như là tham, sân, si, rồi từ, bi, nhẫn, nhục, hoặc là thiện, ác, vân vân, buồn, vui gì đó. Thì cũng là chỉ biết thôi. Cho nên biết đó là thể. Còn những cái này thuộc gì? Nghĩa dụng, thuộc dụng. Cho nên dụng thì có nhiều thứ vậy đó. Không? Nhưng mà đồng một thể biết thôi. Đó. Cho nên là mình là cần thấu được cái thể này. Thấu được cái thể biết này. Thì mình sẽ suốt qua hết các cái nghĩa dụng kia. Không? Còn mình chỉ bám theo những nghĩa dụng kia thì không rõ được cái thể biết này. Nghĩa dụng nó quá nhiều thì thấy cái này bắt qua kia nó quá nhiều thì đâu có mất cái thể, mờ đi cái thể. Cho nên còn mình thấu được cái thể thì suốt được qua những cái dụng. Cho nên là mình tu là cần phải thấu được cái thể là như thế. Thể là không hai. Cho nên là hiểu vậy đó. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Phật nói rõ nè, chỉ một việc này thật, có hai chẳng phải chơi. Cái nào có hai là không phải thật rồi. Thể nó có một thôi à, còn có hai cái là không phải chơi hơn. Vậy thì cho thấy rằng bao nhiêu những cái thứ sai biệt như là tham sân si rồi khổ vui vân vân đó thì nó cũng không ra ngoài một cái thể biết. Phải nhớ, cho nên mình cần sáng tỏ cái thể biết này thì mình sẽ thấu qua hết những cái kia, chứ đừng có lo mà cứ phân tích những cái kia. Không, bây giờ thì người học của mình thường thường lại thích phân tích những cái kia, phân tích cái này là thiện, cái kia là ác, này khổ, này vui vân vân, phân tích hồi quên mất hết cái thể biết này. Còn sáng tỏ được cái thể biết này thì mình sẽ sáng hết những cái kia, phải không? Cho nên đó là cái chỗ phải nhận ra đó. Giờ đây ngài mới nói thêm, người học thiền ngày nay đa số nghi rằng tổ đạt ma chỉ nói tâm, hà trạch sao lại nói biết, tức là nói tri. Cái nghi này đâu khác gì người nghi chỉ nghe trong giếng có nước, tại sao ngày nay chợt biết trong giếng lại ướt. Suy nghĩ đó cần phải ngộ nước là danh, tức là tên, không phải ướt. Còn ướt là nước chứ không phải tên. Thế là trong đục nước sống ngừng chảy, không nghĩa nào chẳng suốt. Còn tâm là tên, tức là danh, không phải biết, tức là tri. Vậy thì biết hay là tri đó là tâm, không phải danh, tức là không phải tên. Thế là chơn vọng cấu tịnh thiện ác, không nghĩa nào chẳng suốt. Thấy không? Đó. Nghĩa là ngài Phê Phong ngài trách cái người học thiền cái thời đó đó. Thấy không? Sao lại hay nghe nói tâm á, thì chấp nhận, mà nghe nói biết á, thì lại không. Thấy không? Tức là khi nó biết thì cho đó là hư dối, không có chấp nhận. Thấy không? Còn nghe nói tâm thì chịu. Đó, cho nên ngài trách. Tức là đúng là trong đó nhưng mà trong thời nay cũng vậy đó. Không? Nhiều khi người nghe nó tâm thì chịu, nhưng nghe nó biết thì cho nó biết là thuộc về phân biệt đó, thuộc về hư dối, không chịu nó biết. Không? Thì đây ngài cũng trách cái đó. Không? Nghĩa là như vậy thì gọi là cho cái biết đó như là một cái gì xa lạ ở ngoài tâm hay sao? Tức là vậy thì cái biết nó ngoài tâm, nó thành ra cái ngoài tâm là sao? Mà không có chấp nhận nó. Phải không? Cho nên đây là cái điểm mà ngài muốn nhấn mạnh để cho người học cần phải xét lại, để cho thấu đáo. Đúng không? Nghĩa là cần phải rõ tâm đó thì nó chỉ là tên thôi. Không? Tâm nó mới chỉ là cái tên thôi. Mà phải thấu rõ đến cái thể biết kia đó. Không? Đó. Thì cái đó mới là cái đi sâu vào tâm. Chứ không phải lầm ở trên cái tên cho là đã hiểu. Không? Ví dụ mình nghe nói chân tâm, nghe nói giải thích mọi người đều có cái chân tâm nó hiện tiền, đó là cái gốc chân thật của mọi người, nghe nói là cho tôi hiểu rồi. Không? Nhưng mà đó mới hiểu cái tên thôi. Không? Còn cái gì là chân tâm đó mới là quan trọng. Phải không? Phải thấu được cái thể đó. Cho nên
gọi là phải thấu suốt cái thể biết kia đó, thì mình sẽ gọi là suốt thông qua tất cả những cái thứ sai biệt. Thí dụ như là trơn, vọng, cấu, tịnh, thiện ác, phiền não, bồ đề gì. Nhưng mình thấu suốt được cái thể biết đó thì mình thấu suốt hết những cái này. Trơn, vọng thì cũng nói thôi, cũng là cái thể biết đó. Mê, giác thì cũng vậy. Mình suốt được cái thể biết này thì mình suốt qua hết những cái kia. Tức là không có gì ra ngoài cái thể biết này mà có. Nếu ngoài cái thể biết này thì cái gì gọi là trơn là vọng? Nó tuy là nó vọng tâm nhưng mà có ngoài cái thể biết này có không? Tuy nó vọng vậy chứ nhưng mà nó cũng đâu có ngoài thể biết này mà có cái vọng được. Thế do nó vọng tưởng nhưng mà cái nghĩa là cái vọng tưởng thì thí dụ cái sọ nó biết cái vọng tưởng không? Đâu có biết được, phải không? Cái sọ không biết vọng tưởng được. Cho đến cái não nó cũng không biết vọng tưởng được đâu. Mấy người chết rồi là xe đụng rồi cái não tủy đầu răng ra đó nhưng mà đâu biết vọng tưởng. Phải không? Mà vọng tưởng cái gì mới vọng tưởng? Phải không? Thì đó là cái thể biết này đây. Cho nên vọng tưởng cũng không ra ngoài cái thể biết này. Cho nên mình thấu được cái thể biết này thì mình suốt hết tất cả. Thì đây mới là cái chỗ chính yếu. Nhưng mà người học á, mà thường thường thì chỉ mắc kẹt ở trên cái danh là nhiều. Đó. Cho nên các thiền sư là các ngài gọi là phá chấp là chỗ đó đó. Phá chấp trên cái danh là chỗ đó đó. học trên cái bám trên cái danh là rồi phân tích trên cái danh. Không? Chân tâm là thế này thế nọ, không? Thế này thế kia, nhưng không biết chân tâm là gì hết. Cho nên là phá chấp hết những cái danh đó để cho người phải nghĩa là thấu qua cái đó để mà cảm nhận được ngay cái thể đó, thì đó mới là cái chân thật. Đó. Cho nên đây là mình học cái đó để mình thấy rõ, không? Vậy thì nên biết rõ, không? Nếu mà thấu cái này rồi á thì sao? Thì biết một là biết tất cả, phải không? Biết một cái này là biết tất cả, cũng như ngược lại, mê một là mê tất cả, không? Mê cái này là mê tất cả hết, phải không? Còn biết cái này là biết tất cả hết. Thì vậy thì mình thấy là nắm được này giống như nắm được cái giường mối rồi, thì tu vậy là rất là nhẹ nhàng, không? Còn không thì gọi là cứ lo mà phân tích ở trên cái danh, tức là trên những cái sai biệt đó, phân tích càng ngày càng đi xa, mà không thấu được cái gốc. Cho nên ở trong tính tâm minh mà Tam Tổ nói, về nguồn thì được chỉ, còn theo chiếu thì mất tông. Đó, về nguồn thì được chỉ mà theo chiếu mất tông. Về nguồn tức là về một cái một này thì mình nắm được cái yếu chỉ, không? Còn theo chiếu tức là đi ra ngoài mà thì mất tông, tức là mất cái gốc này. Nó rõ ràng như thôi. Cho nên mình thấy là từ Phật tới Tổ, các ngài sáng tỏ được cái lẽ thật này rồi, thì các ngài nói ra thì nó khế hợp nhau à. Dù cách nhau hàng ngàn năm. Thấy không? Tam Tổ là cách Phật cũng cả hàng ngàn năm, nhưng mà nói ra cũng khế hợp. Thì mình thấy được ý đó. Rồi đây ngài cũng nói cho thấy rõ thêm về không tông và tướng tông. Không tông, tướng tông vì đối với kẻ sơ học và căn cơ hạn hẹp, sợ e theo lời nói sanh chấp trước nên chỉ nêu tên mà ngăn những lỗi kia, chỉ nói rộng nghĩa dụng để dẫn ý đó. Còn tánh tông thì đối với người học và thượng căn, khiến quên lời nhận thể, cho một lời chỉ thẳng nhận được thể rồi mới ở trên thể chiếu xét nghĩa dụng nên điều thông suốt. Tức là đây ngài chỉ ra để cho thấy rằng như vậy thì không tông và tướng tông á, không? Thì không có nói thẳng đến cái thể, không? Đó, cho nên gọi là nêu cái tên để mà ngăn cái lỗi chấp cho người thôi, không? Cho nên là gọi là chỉ nói rộng về cái nghĩa dụng. Nghĩa dụng tức là những cái thứ sai biệt đó, không? Để mà dẫn cái ý đó để cho người thầm hiểu thôi, nhưng mà chưa nói rõ ra. Tức là dẫn những cái nghĩa dụng như là
là cấu tịnh là chơn vọng thiện ác đó, nó phân tích rõ ra để cho người thấu, những người khéo thì hiểu rõ đó là những cái đó là chỉ ngầm cái chỉ cái thể kia thôi. À, nhưng mà về cái không tông và tướng tông thì không nói thẳng vào cái thể đó, cho nên nói trên cái tên rồi nói ngăn chấp cho người không có phải phạm vào những cái lỗi chấp trên cái tướng, nhưng mà cũng để ngầm chỉ vào cái thể đó nhưng mà chưa nói rõ. Còn tánh tông á thì khiến cho người quên lời để mình nhận ra thể, không gọi là vượt qua cái tên đó để mình nhận ra cái thể kia, không tức là vượt qua cái tên để mình nhận ra cái thể, cho nên mới chỉ thẳng ra cái thể biết sáng suốt, không gọi là thường biết đó, để khiến cho người nhận ngay cái thể rồi mới ở trên cái thể đó mà xét thấu qua các cái nghĩa dụng, tức là các nghĩa dụng mà chơn vọng thiện ác vân vân đó, thì vậy thì mọi cái nghĩa dụng đó đều thông suốt, không còn ngăn ngại. Thấu được cái thể này rồi thì suốt qua những cái nghĩa kia đâu còn ngăn ngại nữa. Cho nên đó là cái chỗ khác nhau của không tông và tánh tông. Tức là không tông thì nói ngăn chấp, cho nên chỉ nói cái tên đó thôi mà không nói đến cái thể. Còn tánh tông thì chỉ rõ ra cái thể để cho người quên cái tên, nhận ra cái thể, gọi là đạt ý quên lời đó, không đó. Thì như vậy thì nghĩa nó mới đầy đủ, cho nên mới liễu nghĩa, không đó. Thì mình học kia đó thì mình cũng biết rồi, mình nắm rõ không những cái chỗ học của mình, để rồi mình không có kẹt ở trên cái danh rồi chưa cho như là đủ rồi, không mới nghe cái danh này cho là hiểu rồi, không mà chưa nhận đến cái thể đó. Thì đây đó thì mình cần phải thấu suốt đến cái thể đó, mà thấu suốt là cần phải cảm nhận đó, không chứ không phải chỉ nghe đến cái thể thôi thì chưa đủ, không phải cảm nhận, tức là phải sáng tỏa nghe cái thể đó, không thì đó mới là cái chân thật, không đó. Cho nên lâu nay thì nhất là những người mà học đạo mà lâu lâu rồi thì nghe nói chân tâm, nó Phật tánh, nó chân như, nghe nói là coi như tưởng đâu nói vậy là mình hiểu rồi hết rồi. Phải không? Nghe nói chân tâm, Phật tánh, chân như là hiểu rồi. Không? Nhiều khi còn đi giảng lung tung thì cũng cho người khác nữa thì coi như giống như là mình hiểu hết rồi. Nhưng mà người ta gắn là cái gì là chân tâm hay gì chân như thì chưa chắc. Phải không? Đó. Cho nên đó là cần phải đi sâu vào cái đó nữa. Đó. Thì mình học thiền đó là để thể nghiệm chân thật vào đó, đó. Cho nên gọi là thiền là để thể nghiệm chân lý là như vậy đó. Các thiền sư là phải đưa người thẳng vào cái chân thật đó để thể nghiệm chân thật đó. Chứ không cho mình chỉ dừng ở trên cái tên. Cho nên cái câu chuyện mà ông Thượng Tọa Định đó, khi mà đi thọ trai đi về tới cầu gặp hai ông tòa chủ, tức là hai ông giảng sư đó, không? Giảng sư mà nghe nói thiền sư thì cũng muốn thử, không đó. Cho nên mới hỏi ngài tu thiền, ngài xin hỏi là tột cái đáy của sông thiền là gì đó, nói thiền nhưng mà hỏi đến tột đáy của sông thiền, không thì tưởng đâu là ông này hiểu sâu lắm hay lắm, không hỏi tới mà tột đáy sông thiền mà, không? Thì ông Thượng Tọa Định ông ngay đó thì bất ngờ cái ông chộp ngực, ông Định ông quăng xuống cầu. Không? Thì cái ông đi theo á, ông kia mới quảng mới can, mới xin là xin thôi thôi gọi cái vị kia có lỗi làm gì thôi xin tha thứ cho. Thì ông Thượng Tọa Định ông nói thì cũng nhân ông mà xin thôi ta tha đó, chứ đúng rồi thì tôi sẽ cho ông mà xuống tột đáy sông tiền cho biết. Đó, tức là muốn biết tột đáy sông thiền thì phải vào đó thì mới biết thôi, còn đứng ngoài mà hỏi lăng xăng xăng sao biết được, thiền là như vậy đó, không đứng ngoài cứ nói lăng xăng hoài sao biết được, phải vô đó thì mới biết, không cũng vậy, mình muốn biết thiền thế nào thì phải vô đó, còn ở bên đứng bên ngoài cứ bàn lăng xăng thì cũng nói cái tên thôi chứ chưa biết được thể, không đó. Thì mình học thiền là phải thấy được cái chỗ đó, không đó. Cho nên đây ngài Phi Phong đó, ngài cũng phân tích rõ để cho mình thấy những cái điều đó.
để mà hiểu kỹ và đi sâu vào trong cái thể, chứ đừng có kẹt trên cái danh.